Hôm nay Tóc Giả Sài Gòn xin hướng dẫn các bạn cách vệ sinh tóc giả nữ tại nhà. Bước 1, các bạn cần chuẩn bị một cái thau, xô hoặc bồn rửa mặt có thể chứa nước. Sau đó làm nước tóc và cho lượng nước vừa phải để làm sạch tóc. Bước 2, lấy một lượng dầu gội đầu cho vào tóc giả và vuốt cào nhẹ theo chiều mọc tóc cho đến khi cảm thấy tóc đã sạch. Chú ý, không nên vò tóc hoặc chà sát tóc như giặt đồ nhé. Trong quá trình làm sạch tóc, bạn cũng nên vệ sinh mặt trong của tóc giả bằng cách dùng ngón tay xoa nhẹ lớp lưới da cho đến khi sạch. Bước 3, xả thật sạch chất dơ và bọt xà bông còn bám trên tóc giả. Bước 4, thay một lượng nước sạch mới vừa đủ, sau đó khuấy tan một lượng dầu xả vào và ngâm tóc giả 10 phút đến 30 phút. Lưu ý sử dụng nước ấm càng tốt. Bước 5, sau đó xả sạch tóc giả thêm một lần nữa và thấm khô tóc giả bằng khăn. Lúc này bạn có thể bóp nhẹ đuôi tóc để giữ ế nếp nếu là tóc uốn. Bước 6, trải nhẹ tóc giả từ dưới lên trên và tạo đường môi tóc theo ý mong muốn. Ngoài ra bạn có thể uống lô cho tóc và xịt dưỡng để nuôi dưỡng tóc giả. Cuối cùng là để tóc giả khô ráo tự nhiên, nếu cần gấp bạn có thể sấy khô bằng nhiệt độ ấm.